Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất về xung đột tại Ukraine cũng như là tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, điểm nóng ở tại Đông Âu nó cũng đang ngày càng phức tạp hơn, nhưng khó khăn hơn dành cho Mỹ và Âu trong cái việc đỡ các phản đòn đến từ Nga thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động ở tại Ukraine. Và nó cũng là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà phương Tây tập thể đã đặt ra, xây dựng suốt từ năm 2014 cho đến ngày hôm nay. Thì tình hình ở tại Đông Âu, ở tại Trung Đông ấy, cũng không mấy đó là khả quan cho một cái tiến trình để bảo vệ cuộc sống yên bình ở toàn bộ Trung Đông rộng lớn, mà càng ngày ở khu vực Trung Đông ngày càng rất là phức tạp hơn. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ, người ta cũng đã thấy rằng quân đội của Mỹ và Âu, quân đội của NATO ngày hôm nay, nó không phải là một lực lượng mạnh nhất trên thế giới nữa. Nó là liên minh lớn nhất thế giới, nhưng nó không phải là lực lượng mạnh nhất thế giới. Và nó càng không phải là tấm khiên bất khả xâm phạm. Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng không phải là quốc gia bất khả xâm phạm nữa. Mọi thứ đó đã trở về với địa quá khứ, chứ nó không phải như trước đây nữa. Trong thời kỳ đơn cực, Hoa Kỳ có thể làm bất kể điều gì mà Hoa Kỳ muốn. Nhưng trong bối cảnh xung đột ở tại Ukraine và thay đổi về bàn cờ quân sự thế giới, thì Hoa Kỳ không thể tự tung tự tác hành động cùng với đồng minh chư hầu của mình để gây áp chế cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ở tại Trung Đông, bản thân phương Tây cũng đang lo sợ về cái nguy cơ xung đột trực tiếp giữa lực lượng Iran với lại lực lượng đó là Hoa Kỳ. Mà chúng ta đều biết rằng Hoa Kỳ có thể đẩy một quốc gia nào đó vào một cuộc chiến với một quốc gia khác, chứ không bao giờ Hoa Kỳ sẽ đối đầu trực tiếp khi mà chưa biết thực lực của đối phương như thế nào. Và Hoa Kỳ thường đánh theo cái nối đánh ấy, là thực hiện ném bom giải thảm trước, sau đó với thực hiện đo đổ bộ. Nhưng toàn bộ Trung Đông ngày hôm nay đều là kẻ thù nước Mỹ, cho nên Hoa Kỳ có đổ bộ cũng gặp rất nhiều khó khăn và tổn thất rất lớn. Bên cạnh đấy thì Hoa Kỳ cũng đã thất bại trong chiến lược ở tại Đông Âu rồi. Nếu như xảy ra thêm một cuộc chiến nữa đối đầu trực tiếp với nền quân đội của Hoa Kỳ, thì cuộc phản chiến nó sẽ diễn ra ở tại châu Âu và diễn ra ở tại Hoa Kỳ. Lúc đó nó càng gây bất lợi hơn rất nhiều dành cho phương Tây. Và Hoa Kỳ thì đang trong thời điểm then chốt quan trọng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Chưa đầy 11 tháng nữa là cuộc bầu cử diễn ra ở tại Hoa Kỳ rồi. Chưa đầy 11 tháng nữa. Đây là thời gian đếm ngược cho cuộc chạy đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Đối với Đảng Cộng Hòa, những gì đang diễn ra tại Trung Đông, diễn ra tại Đông Âu là sự thất bại của Đảng Dân Chủ, là cơ hội tuyệt vời nhất để hạ bệ ban lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là cô lập ông Joe Biden. Nhưng mà xét về truyền thống và bản chất của Diều Hâu ấy, thì dù Đảng Dân Chủ hiện tại có bị cô lập, có bị hạ bệ, thì người quyết định cho Đảng nào lãnh đạo, cho ai lãnh đạo, nó lại không phải là quần chúng nhân dân Mỹ, thế nó mới đau, mà chính là giới tư bản phương Tây là người quyết định, chứ không phải là nhân dân Mỹ là người quyết định. Nếu như châu Âu thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, muốn chung sống một cuộc sống hòa bình, muốn có được phát triển kinh tế và khôi phục lại nền kinh tế của mình, thì nhiệm vụ của châu Âu là cần phải hỗ trợ cho Đảng Cộng Hòa nên nắm quyền trong năm 2024, đặc biệt đó là ông Donald Trump, thì con đường chinh chiến ở tại Đông Âu sẽ chấm dứt và mở ra một tương lai mới cho châu Âu nói riêng và thế giới nói chung, là một thế giới đa cực. Đến thời điểm bây giờ thì tôi tin tưởng rằng đó là con đường đi khôn ngoan dành cho các lãnh đạo châu Âu ngày hôm nay. Còn đối với Ukraine thì Belarus đã đưa ra một thông điệp rồi. Con đường dành cho Ukraine cơ hội cuối cùng năm 2024 để chấm dứt xung đột và mở ra một cái hòa bình mới cho Ukraine trên thực địa mới bây giờ, chứ không bao giờ có con đường để trở thành thành viên NATO, và càng không bao giờ có cơ hội đòi đánh bại Nga trên chiến trường. Nếu như Ukraine còn tiếp tục mơ tưởng về điều đó, nó sẽ trở thành ảo vọng đối với lại Ukraine. Nhưng mà Ukraine bây giờ cũng là con đường chạy đua vào nhà trắng, chạy đua quyền lực trong năm 2024. Mà cuộc cạnh tranh bây giờ người ta đang nói tới là ông Zelensky cùng với ông Zelensky đấy. Thế là mâu thuẫn từ chiến trường cho đến mâu thuẫn từ
Nghị trường Quốc hội của Ukraine cũng đang rất căng thẳng. Còn nhân dân Ukraine đang tìm mọi cách để đào tẩu khỏi đất nước và lẩn trốn cái việc là nhập quân ngũ ấy, để thực hiện nghĩa vụ quân sự, đang tìm mọi cách để thực hiện điều đấy. Còn lực lượng của ông Zelensky thì đang tìm mọi cách để săn lùng từng người Ukraine gia nhập ngũ ở ngoài chiến trường để chiến đấu với quân Nga, không cần phải có kỹ năng chiến đấu mà chỉ cần có những bia đỡ đạn, là những khối thịt sống di động trên chiến trường, để thể hiện phương Tây rằng Ukraine sẽ kiên quyết chống lại Nga tới cùng, để tiếp tục nhận được nguồn viện trợ, để quan chức quân đội của Ukraine cùng với quan chức giới lãnh đạo của Ukraine tiếp tục vơ vét tiền đóng thuế của phương Tây, lấp đầy vào những tài khoản cá nhân của mình với những căn biệt thự sang trọng ở đâu đó trên thế giới. Chứ thực trạng Ukraine ngày hôm nay, phương Tây làm gì còn cơ hội nào để mà viện trợ, có được một cái khả thi mới trên chiến trường, nó không còn nữa. Như cựu sĩ quan tình báo của Mỹ nói rằng, lực lượng của NATO không thể so sánh được với quân đội Nga ngày hôm nay. Nếu như so sánh được và nhận thấy rằng có thể nhai được Nga, thì 22 tháng đã trôi qua đấy, đủ để cho phương Tây tập thể đưa ra tất cả mọi kịch bản tốt nhất để đánh Nga ở trên chiến trường rồi. Chứ không phải chờ đợi cho đến ngày hôm nay, khi mà nguồn lực thì cạn kiệt, viện trợ thì đang đứt đoạn, tinh thần chiến đấu thì đang mất, nền kinh tế phương Tây thì đang sụt giảm và suy thoái, lạm phát trầm trọng. Còn Nga mọi thứ có thể dùng từ vẫn đứng vững như bàn thạch. Phương Tây tập thể thì không khác gì cái răng mọc lợi. NATO hoàn toàn mất đi danh tiếng là một lực lượng đáng gờm và sẽ không chịu đựng được một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga. Cựu sĩ quan tình báo quân đội của Mỹ Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài báo chí, NATO đã đánh mất niềm tin. NATO xuất phát từ ý tưởng rằng họ là một liên minh khổng lồ làm người ta khiếp sợ bằng đội quân hiện đại và trang thiết bị đó là tân tiến nhất trên thế giới. Nhưng hóa ra những vũ khí đó chỉ là rác rưởi, còn quân đội NATO thì vô dụng hoàn toàn trước một lực lượng thiện chiến như quân Nga ngày hôm nay. Đụng độ một cường quốc như Nga, phương Tây tập thể mới lộ rõ điểm yếu kém, rằng không kinh nghiệm để chiến đấu với một quốc gia lớn như vậy. Ritter đặc biệt lưu ý đến sự xuống cấp của quân đội Đức. Cựu sĩ quan tình báo lưu ý rằng là việc tiềm lực công nghiệp của Đức giảm sút do lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây đã khiến cho người Đức không đủ sức cung cấp xe tăng và vũ khí cần thiết cho quân đội của chính mình. Theo nhà phân tích thì quân đội Đức hiện nay là lực lượng vũ trang thời bình, chỉ có những người không tìm được việc làm bình thường mới gia nhập, đó là lực lượng quân đội. Ritter nhận định là chuyên gia cho rằng quân đội Đức gồm toàn những người béo này, chưa bao giờ thực hiện một cuộc hành động đột kích nào với đầy đủ trang bị vũ khí và không có bất kỳ thế mạnh nào để có thể thực hiện chiến đấu bằng một lực lượng chính quy hùng mạnh. Tin tốt cho NATO là Nga không có ý định đến đó. Đây là điều mà NATO cần ăn mừng. Không phải những lời đe dọa đến từ Mỹ hay là bản thân Tổng thư ký NATO Stoltenberg. Một câu đã nhiều lần lưu ý rằng là NATO hướng tới mục đích đối đầu, nhưng việc mở rộng khối này hơn nữa không mang lại an ninh vững chắc hơn cho châu Âu. Theo Tổng thống Putin thì Nga đã cố gắng trong 30 năm nhằm đạt được thỏa thuận với NATO và các nguyên tắc an ninh cơ bản ở tại châu Âu. Nhưng đáp lại, nước này đã phải đối mặt hoặc là với sự lừa gạt, hoặc là dối trá trắng trợn, hoặc những nỗ lực gây sức ép và tấm dọa. Trong khi đó, liên minh không ngừng mở rộng và đang tiến gần đến biên giới của nước Nga, bất chấp sự phản đối của một cậu. Nhưng bản thân NATO vẫn còn có sự may mắn khi mà Nga không phải là một quốc gia hiếu chiến. Họ không có ý định để tiến tới biên giới của NATO và tấn công các quốc gia NATO. Lực lượng vũ trang NATO cần cảm ơn Nga về điều này. Còn Biden thì yêu cầu giới truyền thông bắt đầu đưa tin đúng cách hơn. Đúng cách là như nào đối với Hoa Kỳ bây giờ? Tổng thống Mỹ yêu cầu đưa tin thuận lợi hơn về các chính sách kinh tế của chính mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng trên đường đi nghỉ lễ Giáng sinh để yêu cầu các phương tiện truyền thông đưa tin tích cực hơn về nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh tỷ lệ tán thành của ông đang sụt giảm. Trong các cuộc thăm dò ý kiến gần đây về tín nhiệm của Joe Biden đang sụt giảm trầm trọng và lợi thế cạnh tranh đang dành cho Donald Trump. Biden dừng lại một chút để nói chuyện với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào thứ Bảy trước khi lên trực thăng cùng với các thành viên trong gia đình để bay đến trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống ấy.
Khi được hỏi về triển vọng của nền kinh tế Mỹ vào năm 2024, ông nói, tất cả đều tốt, hãy nhìn xem, hãy bắt đầu báo cáo nó một cách đúng cách. Đúng cách. Tổng thống đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng trước việc đưa tin của truyền thông khi cử tri tiếp tục cho điểm kém vào chính sách kinh tế của ông, bất chấp các báo cáo không thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát chậm lại. Ông phàn nàn tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 10 rằng nhận thức của ông của công chúng về nền kinh tế Mỹ đã bị lu mờ bởi giọng điệu tiêu cực của các phương tiện, đó là truyền thông. Tuy nhiên thì một cuộc thăm dò mới đây công bố vào tuần trước cho thấy chỉ 28% người Mỹ tin rằng Biden đang làm tốt công việc kiềm chế lạm phát, và chỉ 12% trong số đó là đưa vấn đề đó là trung lập đấy. Qua đây người ta lại càng thấy bản thân Joe Biden đã hoàn toàn mất tín nhiệm đối với lại đất nước Mỹ ngày hôm nay, và bản thân ông Biden ấy đang đưa nước Mỹ đến bờ vực của sự sụp đổ toàn diện khi mà đánh giá sai lầm về tầm ảnh hưởng của nền kinh tế của Liên bang Nga. Còn Điện Kremlin lên tiếng về âm mưu Maidan của người CPI này. Người phát ngôn ông Peskov nói rằng là tình trạng bất ổn rõ ràng là do các bên thứ ba nó là khuấy động. Điều này là hiển nhiên. Điều này càng khẳng định rằng phương Tây tập thể đã thất bại trong kịch bản cô lập Nga trên vũ đài quốc tế và đoàn kết toàn bộ đồng minh của mình ở tại châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố rằng là cuộc bạo loạn cuối tuần này ở tại thủ đô Serbia là do các bên thứ ba kích động, bao gồm cả từ bên ngoài. Serbia đã hứng chịu một loạt cuộc biểu tình rầm rộ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 17 tháng 12, trong đó đảng tiến bộ Serbia cầm quyền đã giành chiến thắng quyết định. Liên minh đối lập Serbia chống bạo lực thân EU đã đưa ra cáo buộc hành vi là trộm cắp phiếu bầu và cho rằng là bầu cử nó là gian lận. Tình trạng bất ổn leo thang vào tối chủ nhật khi mà những người biểu tình cố gắng bao vây các tòa nhà chính phủ ở tại thủ đô Serbia. Và cái cuộc biểu tình này thì cũng đã được lực lượng Nga phát hiện trước và cảnh báo, giúp cho Serbia thoát ra khỏi cuộc biểu tình được gọi là cách mạng Maidan, một Ukraine mới ở tại Serbia đấy. Về câu chuyện ở tại Ukraine, tại Serbia ấy, thì đương nhiên là có bàn tay của CIA không gì khác. Sau lời tuyên bố đến từ Điện Kremlin, chúng ta nghe xem là công dân vườn địa đàng nói cái gì. Nga đã có tài sản giấu kín của CIA này, hiện là đang bị bỏ tù, và tôi tự hỏi tài sản giấu kín của CIA ở Serbia là cái gì. Mọi thứ sẽ cần được phơi bày cho công chúng biết từ phương Tây. Phương Tây tập thể luôn biết rằng các cuộc cách mạng màu đều là kịch bản của CIA. Serbia là một không có những thứ như người đó là Croatia hay là người đó là Bosnia. Họ chỉ là những người công giáo nói tiếng Serbia và những người Hồi giáo nói tiếng Serbia. Trông giống như mọi người Serbia khác, không có gì khác ở đây. Mọi kịch bản đang diễn ra tại Serbia đều do CIA là người dàn dựng và thực hiện kịch bản đảo chính. Phương Tây sẽ không dừng lại cho đến khi họ đặt con rối vào bất kỳ quốc gia nào không ủng hộ cho phương Tây. Đây thậm chí không còn là về Nga nữa. Đó là về sự thống trị toàn cầu thông qua NATO, G7, EU. Phương Tây không thể sử dụng Liên Hợp Quốc như một công cụ. Và họ muốn có một nguồn quyền lực thay thế cho chính sách ngoại giao cưỡng bức của chính mình. Trò chơi cách mạng không khói vẫn là trò chơi ưa thích của nước Mỹ ngày hôm nay. Để chấm dứt trò chơi không khói thì nước Nga cần phải đứng vững, tiếp tục chiến đấu và tiến về phía trước, và cần thống nhất dân tộc với Ukraine để cắt đứt quyền bá chủ và vòi bạch tuộc của Mỹ ở sườn đông NATO ngày hôm nay. Chỉ có như vậy thì Hoa Kỳ mới hết hoành hoang. Thế trước tình thế cam go khó khăn của Mỹ và Âu thì ở tại Ukraine thì bản thân cựu trợ lý của ông Zelensky đã nói rằng Ukraine cũ đã chết và thực sự đã chết hoàn toàn. Ông đó là Arentovich đã lập luận rằng rất ít người sẽ đấu tranh cho một nhà nước đàn áp đối xử với người thiểu số như những công dân đó là hạng hai. Và chúng ta nhớ rằng bản thân cựu cố vấn của ông Zelensky này cũng là một người chống Nga rất quyết liệt.
Nhưng đến bây giờ thì bản thân ông ta cũng nhận ra chống Nga là một sai lầm trầm trọng, và chính quyền ông Zelensky mới là một chính quyền nhân tạo cần phải lật đổ. Trong một cuộc phỏng vấn thì cựu trợ lý của ông Zelensky, ông đó là Arentovich, cho biết là tầm nhìn của Tổng thống Ukraine Zelensky đối với Ukraine là sai lầm và không thể thực hiện được nó. Ông nói thêm rằng Zelensky đang tìm kiếm một nhà nước đơn sắc và văn hóa trong phạm vi biên giới năm 1991, nhưng thực tế là chính người Ukraine đang bác bỏ tầm nhìn của vị Tổng thống này. Nói chuyện với lại báo chí thì cựu quan chức này tuyên bố dự án theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine đã chết, nói rằng Kiev không thể tìm được người sẵn sàng chiến đấu vì nó. Ông cho rằng 30% đến 70% quân ở tiền tuyến không chịu tham chiến và tìm cơ hội đảo ngũ. Theo ông Arentovich, những người từ chối đã thông qua một bản án trên hệ thống này. Họ đã phong ấn phần cuối của nó. Tuyên bố của Zelensky rằng giới lãnh đạo quân sự Ukraine muốn huy động tới 500.000 người cho nỗ lực chiến tranh dường như là một hình thức chọi của các chỉ huy. Ông Arentovich nói rằng ông khẳng định mục tiêu này hoàn toàn là phi thực tế. Cựu quan chức dự đoán là với việc Kiev tăng cường áp lực lên những người trốn quân dịch, họ sẽ sớm ngừng chạy khỏi chạy khỏi các đội nghĩa vụ và bắt đầu bắn vào chính họ. Ông nói rằng là những người thuộc các nền văn hóa khác ngoài Ukraine, dù là người Nga hay là nền văn hóa nào khác, không muốn đấu tranh cho một Ukraine đơn sắc tộc vì Kiev phân biệt đối xử với họ. Điều này cũng đúng với những người sống ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát mà Kiev muốn lấy lại bằng vũ lực là không thể. Ông nói rằng là Ukraine không có gì để cung cấp cho người dân Donbass và Crimea ngoại trừ tư cách công dân hạng 2 ở nơi đây, và sẽ tiếp tục bị đàn áp, phân biệt đối xử, không trở thành một công dân thực sự của Ukraine. Trong khi đó, những người Ukraine ủng hộ dự án đơn sắc tộc có thể gặp những vấn đề khác với chính phủ, có thể là mối hận thù về một hệ thống kinh tế không công bằng hoặc là thiếu tự do chính trị ở chính đất nước của mình. Chúng ta sống trong một đất nước bị cấm đoán, một đất nước mà các quyền tự trị bị đàn áp toàn bộ, nơi bạn bị bắt và bị buộc phải đi lính. Ai lại muốn chiến đấu vì một quốc gia như vậy nữa? Ông Arentovich nói. Ông tuyên bố rằng là chỉ bằng cách hoàn toàn cải tổ bản thân thành một quốc gia đa sắc tộc và đa văn hóa, phù hợp với cơ cấu dân tộc của mình và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, thì Ukraine mới có thể có được tương lai. Một Ukraine như vậy có thể thuyết phục người dân sống và chết vì nó, thay vì tìm cơ hội để chạy trốn. Nhưng với một chính quyền đang xây dựng một nhà nước đơn sắc tộc, nó sẽ không tạo ra một tinh thần đoàn kết được, bởi vì toàn bộ dân tộc thiểu số họ sẽ tìm cách để chống lại chính quyền hiện tại. Ông lập luận rằng là loại Ukraine đó cũng có thể đạt được thỏa thuận với Nga và phương Tây về cấu trúc an ninh châu Âu là khả thi, từ đó loại bỏ nguyên nhân của các cuộc xung đột hiện tại bây giờ. Nhưng chính quyền ông Zelensky lại không chấp nhận tất cả những ý tưởng đó. Sau tuyên bố của cựu lãnh đạo Ukraine là trợ lý của Zelensky, chúng ta nghe xem công dân của một phương Tây tập thể và Ukraine nói cái gì. Zelensky đang rất thích thú với hình ảnh nhà lãnh đạo thế giới của mình, nên sẽ rất khó có thể loại bỏ ông ấy một cách dễ dàng. Anh ta phải mất mặt này, bị từ chối thẳng thừng, hoặc là chết trước khi nó ra đi. Anh ta cũng có thể thích rời đi một cách là thành công. Điều này sẽ không quá tốt đẹp vì đó có thể là một điều gì đó bất ngờ và rất nguy hiểm. Ông Zelensky không đáng tin cậy một chút nào, và chính ông ta cũng không còn tin tưởng vào một phương Tây nữa, nhưng lại đang ảo tưởng về một người hùng chiến thắng của Ukraine. Sống trong ảo tưởng quá lâu và nghĩ rằng đó là sự thật, anh chàng này đang gây tranh cãi, nhưng ít nhất trong trường này anh ta nói như vậy là đúng. Có lẽ nếu anh ta bắt đầu hát những bài ở những giai điệu của Nga này, anh ta có thể bị đưa vào danh sách truy nã của Moscow. Một chế độ hậu dân kỳ có thể yêu cầu sự tham gia của ông, nhưng ông cần phải giải quyết rất cẩn thận, nếu không ông sẽ phải sống lưu vong khỏi Ukraine trước sự truy bắt của chính quyền Ukraine hiện tại. Cựu trợ lý của ông Zelensky ngày hôm nay đang tự gắn cho mình một cái án tử do chính quyền phát xít đặt ra. Cựu điệp viên và trợ lý của Zelensky là này tuyên bố rằng
ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024 nếu Zelensky không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Sự đen đủi này, sự không may này, anh ta là kẻ bị truy nã ở Nga, cũng đang bị đó là Ukraine điều tra và có thể dẫn tới là truy nã. Bước đi của anh ta ngày hôm nay đã không còn sự tin tưởng cả Nga và Ukraine nữa. Đây là một sự đen đủi toàn diện đối với anh ta. Zelensky tìm kiếm một nhà nước đơn sắc và văn hóa trong biên giới năm 1991 của mình. Cũng giống như sự sắp xếp ở tại Israel, họ muốn một nhà nước Đức Quốc xã thù địch giống như ở Ukraine do giới tinh hoa Do Thái cai trị. Nhưng Putin đã nhìn thấu điều đó và đã thực hiện những kế hoạch cần thiết để chống lại tất cả mọi kế hoạch mà phương Tây đã đặt ra ở tại đó là nơi đây. Ít ra thì Arendtovich đến ngày hôm nay cũng đã tỉnh ngộ và nói ra một sự thật của một nhà nước tham nhũng. Cũng nói một sự thật. Arendtovich đã tỉnh ngộ này, hay chỉ là một kẻ tâm thần khác đang cố gắng che đậy những tội ác trong quá khứ của mình. Chỉ có một phiên tòa xét xử hàng loạt sắp tới dành cho tất cả nhà lãnh đạo đặc vụ bù nhìn của tập thể phương Tây ở tại Ukraine trong thời đại bây giờ thì mới biết rõ được là anh ta đang trung thực hay đang che đậy tội ác mà mình đã gây ra cho nhân dân Ukraine ngày hôm nay để tìm kiếm con đường cứu rỗi đến từ Liên bang Nga có một vé tự trị vé của anh ta là tị nạn đấy. Đó là lời nói đến từ cựu lãnh đạo Zelensky đấy, phơi bày về một nhà nước thối nát toàn diện. Trong khi đó, quân đội Nga đang giải phóng hoàn toàn Mariinka ở tại Donetsk, mở ra một cánh cửa mới và lớn, rộng lớn hơn để cho quân đội Nga cơ động hơn, thực hiện các chiến dịch ở trên chiến trường thuận lợi hơn rất nhiều. Ukraine thì cũng bắt tin về việc quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn đó là Mariinka. Nhưng việc quân đội Ukraine bắt tin này nó cũng không có giá trị cho thực tiễn chiến trường đang diễn ra ở đây. Đơn giản là xuất sắc này, lính Ukraine kinh ngạc vì chiến thuật của Nga ở trên tiền tuyến. Họ không thể có khả năng để chiến đấu với lực lượng vũ trang Liên bang Nga được. Quân đội Nga đã chuẩn bị tuyến phòng thủ xuất sắc, không thể chọc thủng trong cuộc phản công. Một binh sĩ Ukraine từ một đơn vị Raken tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí của phương Tây. Thật sự là không thể, là chúng tôi không cách nào tiến xa hơn. Quân Nga chuẩn bị tuyến phòng thủ quá xuất sắc so với là cuộc tấn công của chúng tôi. Tuyến phòng ngự của họ đơn giản là bề thế này. Chúng tôi không làm sao chọc thủng nổi. Quân nhân Ukraine thừa nhận được việc này, nhưng chúng ta đang cố gắng để che đậy đi sự thật trên chiến trường khi mà phản công đã hoàn toàn thất bại. Theo lời của binh sĩ này thì cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ngay từ đầu đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Quân nhân này nói thêm rằng những người xây dựng chiến lược của Kiev hoàn toàn không đủ năng lực, còn giữa các đơn vị ở tuyến đầu thì không có phối hợp. Đó là tác chiến. Chúng ta thực tế chưa có kiểm soát được bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong cuộc phản công vừa qua vì tất cả những nơi chúng ta được cho là kiểm soát đó nó đều là bãi mìn mà Nga giăng ra trước đó. Nó là phòng tuyến của Nga chứ không phải vùng đất tự do. Chúng ta không thể đồn trú quân sự ở những nơi mà chúng ta đã tuyên bố giành lại từ Nga. Thực tế khi chúng ta tới đó quân Nga không ở đấy mà chỉ có những bãi mìn của Nga đang cản trở chúng ta mà thôi. Cả một loạt lữ đoàn bất ngờ bắn lẫn nhau, cả một loạt lữ đoàn đang chạy qua các bãi mìn, cả một loạt lính bộ binh bị nổ tan xác. Đây là những gì mà chúng ta đã tuyên bố giành lại trong tay của quân Nga, trong khi đó Nga hoàn toàn không có binh sĩ ở nơi đây. Vậy chúng ta đang thành công hay thất bại trong những lời tuyên bố của mình? Còn tờ Fox News đưa ông Joe Biden vào danh sách những chính sách thua cuộc hàng đầu năm 2023. Còn Tổng thống Putin là người thành công lớn nhất trong năm 2023. Qua đây chúng ta lại càng khẳng định phương Tây tập thể đã không thể cô lập được Tổng thống Putin rồi. Biden thì không cho phép Ukraine chấm dứt xung đột. Điều này quá dễ hiểu. Vì cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh hiện tại thì bản thân ông Joe Biden sẽ cần phải có một cái chiến thắng nào đó đến từ Ukraine. Nhưng đến cái thời khắc quan trọng then chốt thì Ukraine lại phản công thất bại, làm cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của ông Joe Biden lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng ông ta không cho Ukraine dừng lại cuộc xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden không cho phép chế độ Kiev chấm dứt xung đột ở Ukraine. Sự đầu hàng của ông Zelensky ảnh hưởng đến triển vọng chính trị của nhà lãnh đạo Mỹ, cựu thủ tướng Ukraine tin tưởng và chia sẻ điều này. Đó là ông Ararov.
Zelensky để trong một cuộc họp báo bày tỏ lo ngại nếu Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, chính sách của Mỹ sẽ trở nên kinh tế hơn và tập trung vào các vấn đề trong nước và sẽ lãng quên đi Ukraine. Không có hiệp định đình chiến ở Ukraine chừng nào Biden còn là Tổng thống. Ông ấy không cho phép Zelensky kết thúc chiến tranh bởi vì sự đầu hàng ảnh hưởng đến triển vọng chính trị của Biden. Vì vậy ông ta bảo trợ và tài trợ cho các con rối ở Kiev của mình. Hy vọng vào điều đó này, ít nhất là một số thành công của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Arrop viết điều này trên trang Facebook cá nhân của mình. Cuộc bầu cử sắp tới ở tại Hoa Kỳ sẽ là một chặng đường cuối cùng cho một phương Tây tập thể. Sau 23 tháng trôi qua chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine, người ta lại càng mở ra những cánh cửa địa ngục để đón chào một thế giới đơn cực, chấm dứt toàn bộ và mở ra một thế giới đa cực. Phương Tây tập thể gần như đã sử dụng tất cả con át chủ bài quan trọng nhất, ngoại trừ chưa sử dụng tới như là pháo đài bay F-35, chưa sử dụng tới những hạm đội tàu sân bay, chưa sử dụng tới những tên lửa như là Tô Bốc hay là tên lửa hạt nhân. Ngoại trừ những điều đấy chưa dùng thôi, còn tất cả mọi thứ đều được tung vào trong Ukraine để thử lửa, nhưng kết quả cũng bị Nga nghiền nát ở trên chiến trường, mà Ukraine thì không giành được những kết quả như phương Tây đó là mong đợi. Đó là một sự đau đớn đối với Ukraine trong thời điểm hiện tại bây giờ. Họ đã thất bại hoàn toàn trong bàn tay của gấu Nga, do Tổng thống Putin là người lãnh đạo. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.